Thưa quý vị, trong những ngày qua, hàng chục hộ dân nuôi cá ở trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Phú Vang đang phải đối mặt với tình trạng cá chết hàng loạt, trong đó có rất nhiều hộ bị thiệt hại hoàn toàn. Theo chính quyền địa phương và người dân, nguyên nhân khiến cá chết là do ảnh hưởng của các đợt thiên tai trong năm và mưa lạnh kéo dài khiến cho môi trường nuôi có nhiều biến động. Phản ánh của phóng viên thời sự. Cá chết trắng hồ được người dân vớt lên chất thành đống như thế này đang là thực trạng chúng tôi ghi nhận ở khu ao nuôi thuộc thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang. Mỗi hồ nuôi như thế này, người dân bỏ vốn ra hàng chục triệu đồng. Đợt thiên tai trong năm 2020 đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho người dân. Giờ lại đến lượt cá nuôi chết hàng loạt. Nợ nần, thua lỗ đang là những nguy cơ mà người dân ở đây đang phải đối mặt. Hai hồ cá, hai hồ vực, hai vợ chồng chịu không nổi. Hai hồ mấy trăm triệu rồi. Hai mô cũng đi vợ đi trốn, hai mô vợt đi trốn để nhân cỏ về. Mắc nợ ngân hàng thì ngân hàng đòi đòi lại, đòi đô, ông gốc chưa có mặt đạn mà đòi lại. Mà thấy làm thì trốn chưa có mặt đạn, mà hỏi nắm hồ gì gì mà rắn về chứ có nợ nâng mô. À, thứ nhất là coi như về xem cái mẫu nước quay thử coi như cái cá tôm ở đây bình dịch như thế nào là một. Rồi thứ hai mong muốn coi như có một cái đơn vị muốn hỗ trợ cả chứ đó, thì hình như coi như người dân coi như vô chứ mà đó các anh các chị thấy á mất coi như cả trăm mấy triệu. Tình trạng cá chết bắt đầu xuất hiện từ đầu mùa lạnh nhưng bắt đầu chết ồ ạt từ 3 ngày nay. Theo thống kê, trên toàn xã Phú Xuân hiện có 49 hồ nuôi có tình trạng cá chết, tập trung ở các thôn Xuân Ổ, Diên Đài và Quảng Xuyên. Ước tính thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng. Có đứng ở đây thì quý vị mới có thể cảm nhận được cái mức độ trầm trọng của tình trạng cá chết. Vì mùi hôi thối thì bốc lên nồng nặc ở khắp mọi nơi. Và bên cạnh thiệt hại về kinh tế thì người dân ở đây cũng đang đối mặt với cái nguy cơ ô nhiễm vùng nuôi do cái khâu xử lý cá chết của họ đang được xử lý rất là thô sơ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân cho biết, số lượng cá ở các hồ nuôi trên địa bàn hiện nay được gọi là cá vượt lũ, tức là cá còn từ vụ nuôi năm 2020. Thông thường vụ nuôi sẽ kết thúc từ tháng 9 hàng năm, nhưng do mấy năm gần đây không có thiên tai lũ lụt, nên người dân vẫn thả nuôi sau tháng 9 để làm cá giống cho vụ tiếp theo. Năm nay thời tiết lạnh kéo dài, kèm theo đó là nhiều đợt lũ lụt liên tiếp nên độ mặn xuống thấp, môi trường ao nuôi ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt, nhiều nhất là cá dìa. Nhiệt độ là xuống thấp, đồng thời là độ mặn hiện nay là không có. Hiện nay là trong mùa mưa lũ thì độ mặn của cả cái hồ là rất là khó khăn. Đó. Và cái thứ hai nữa là do là một số đà con đi mương mạng hiện nay hư nên là cái vấn đề là thái nước chưa kịp thời nên dẫn đến một số là cá là chết. Thì vấn đề này chúng tôi đã có là kiểm tra, đồng thời sẽ báo cáo cụ thể cho Ủy ban nhân huyện và xin ý kiến. Hiện nay người dân đang vớt cá chết lên và chôn lấp tại hồ. Một lượng lớn cá chết cùng trôi theo các dòng kênh mương. Điều này chắc chắn sẽ gây ra ô nhiễm vùng nuôi và nguồn nước. Các cơ quan chức năng có chuyên môn cần nhanh chóng vào cuộc xác định rõ nguyên nhân cá chết, hướng dẫn bà con xử lý cá chết và vệ sinh ao nuôi để tránh các hệ lụy khác. Bên cạnh câu chuyện tức thời là cá chết thì vấn đề gốc rễ sâu xa là hạ tầng vùng nuôi cũng cần được quan tâm, bởi hệ thống ao nuôi ở đây còn mang tính tự phát, không có ao lắng cũng như các hệ thống xử lý nước khác.